Kính chào tất cả cô chú quý vị yêu Mai Vàng Rằng Xa đã quay trở lại kênh Miền Tây Tôi Yêu 123. Thì hôm nay mình đang có mặt tại phường Tăng Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ quý vị ha. Để giao lưu và giới thiệu cho cô chú là đặc biệt hôm nay là hai cây mai tàn thiên nhiên quý vị ha. Thì khá là đẹp. Thì hai cây này ở rất là xa, em phải đi qua một con lộ này quý vị ha. Để gửi cho quý vị xem mới thấy rõ hai cái phơm tàn. Đây tại nhà của anh Nai. Thì rất mong hai cái mai tàn này được phục vụ cho quý vị yêu mai vàng gần xa thành công. Thì lời nói đầu tiên chân thành cảm ơn tất cả cô chú quý vị đã luôn đồng hành kênh và cũng như ủng hộ tất cả anh em mua bán ở miền Tây mình được thành công. Kính chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Mời cô chú quý vị ha cùng bước vào trong để quan sát nha quý vị nha. Hai cây mai tàn hôm nay là rất là lớn nha quý vị. Đây thì em cho đi vào để cho cô chú ha cùng xem sơ trước mắt một hai cây. Đây là hai cây mai tàn là hôm nay gửi cho quý vị xem đây. Thì nói chung là rất là lớn nha quý vị. Em phải bước qua một con lộ để quay cho quý vị xem hết cái bóng tàn đó. Rồi em chào anh Nai ha. Rồi lần đầu tiên xin chào tất cả anh em trên mọi miền đất nước ạ. Hôm nay có giao lưu một hai cây mai. Hai cây mai tàn khá lớn ha anh ha. Dạ hai mà tàn nói chung là dùng tiếng cổ thụ là cũng ok lắm rồi quý vị ơi ha. Thì anh ơi mời anh đọc lại cái số điện thoại để quý vị giao lưu cho nó rõ chính xác hơn ha. Số điện thoại là 0922 564656. 0922 564656 nha. Rất mong hai cái mai tàn thiên nhiên này ha đem về ngày hôm qua thì hôm nay rất mong là được quý vị sở hữu hai cái mai tàn khá đẹp nha quý vị nha. Thì mời quý vị cùng xem sơ lại nha. Thì mời anh chia sẻ đôi nét về cây mai tàn số 1 ha. Cây này có chiều cao tầm bao nhiêu anh ha? Cây này chiều cao tầm 5m à. À chiều cao 5m nha quý vị ha. Đây. Cây rất là lớn nha. 5m cho chiều cao nha quý vị. Tiếp theo là mời anh chia sẻ cái đường tán ngang luôn anh ơi. Tán ngang là 4m của trên mà tính 4m thôi. À tán ngang là tầm 4m nha quý vị. Nói chung nuôi cây mai mà được cái hoành như thế này mà có cái chiều cao thế này thì nói chung quý vị thấy rất là lâu đời nha. Rồi em mời cô chú cùng đi mua vòng xem cái bộ đế cây mã số 1 nha quý vị. Đây. Đây này cô chú ha. Nói chung là sát cái thân của nó là khá là lớn ha, tí xíu đây. Thì em sẽ cho quý vị xem rõ cái hoành thân và nhiều chi tiết thêm cây số 1 đầu tiên nha quý vị. Chung cây này là cũ nở dữ lắm nha quý vị ha. Già luôn. Cây mai này nếu mà theo chủ nhà có chia sẻ là tầm khoảng bao nhiêu năm anh biết không anh Nai ha? À, gần 100 năm phải anh. À, cái đó là chủ nhà chia sẻ cho anh em mình mua về đây nha quý vị nha. Là gần 100 năm. Đây. Để quý vị xem ha là bỏ đều hết nha quý vị nha. Đây phóng sát cho quý vị xem mặt cái bộ rễ đây. Thì có những cọng rễ treo hay gì đó ảnh cắt ảnh xử lý cho nó đẹp đó quý vị ha. Thì em trước tiên em phải đi một vòng tròn cho quý vị xem thật là gõ cái bộ rễ rồi bắt đầu lên cái thân cho quý vị xem. Rồi mời quý vị cùng đi vòng tròn nha. Đây cái bầu quý vị thấy không là được làm cái bầu là rất là vững chắc nha quý vị ha, kiên cố ha, bầu rất là dày luôn đó quý vị thấy đây, để đảm bảo cho cái cây nó sống khỏe. Rồi quý vị sẽ nhìn lên hướng lên trên theo mình ha.
Cây này thoát thân nói chung cũng cao lắm nha quý vị. Cốt cành là thiên nhiên anh ha, cây mai tàng thiên nhiên quý vị. Đây thì em cố gắng chia sẻ cô chú ha, xem cho nó thật rõ chi tiết. Bông mình biết mặt bông không anh Hai ha? Cây dảo ha, yeah. Cây bông dảo nha quý vị, chín cánh nha. Đây ở dưới là quý vị thấy cái bóng tàn là mình quay, nói chung là cố gắng cho quý vị xem thật rõ nha. Nói chung cây lớn sát như thế này bây giờ cô chú quý vị ha, mà có đi vô vườn mua để sưu tầm về mình chơi đó cũng rất là hiếm nha quý vị nha, khó mua lắm quý vị ơi. Rồi kính mời quý vị ha, cùng ở xa nhìn lại cái phơm tàn lại một tí xíu nha. Đó là cốt cành như vậy đó quý vị ha, cũng khá lớn. Bông là đặc biệt là bông dảo chín cánh nha quý vị, cây dảo nguyên thủy luôn, quá trời cây dảo nguyên thủy mà lớn như thế này là quý vị biết là bông nó chỗ ra là đẹp thế nào quý vị ha. Rồi thì mời kính mời cô chú quý vị ha cùng bước vào trong để cùng xem thêm cái thông số chính xác hơn ha. Rồi mời anh Hai ha, mình bước vào để cho quý vị xem thông số luôn ha anh Hai ha. Đây bây giờ là cây lớn thì mình cũng cố gắng đo cho anh em mình cũng tham khảo với nhau, đo nhiều vị trí cho cô chú quý vị xem rõ. Dạ 104 cho vị trí đầu tiên nha quý vị ha, là vị trí thứ nhất đó, đây 104. Tiếp luôn anh Hai ơi. Rồi anh đo vị trí thứ hai là 91. 91 cho vị trí số 2 nha quý vị. Đây anh giữ nguyên vị trí đó luôn cho em. Đây 91 nha quý vị. À, nó là ngay là cây 2 thân nha quý vị nha. Cốt cành cái thân lớn của nó là 56 cm. Rồi cái cành thứ hai nè quý vị, cốt thứ hai là 41. 41 cho cốt thứ hai nha quý vị ha. Rồi quý vị ha cùng xem thêm. Tổng đồ đế là khoảng 300. Tầm 300 cho tổng đồ đế nha quý vị ha. Cây này mình lấy về được ngày hôm qua hả anh? Anh chia sẻ là mới lấy về ngày hôm qua, thì hôm nay thì cũng có duyên thì mình cũng xuống cái tuyến đường này nè quý vị ha, ở quận Thốt Nốt để giới thiệu cho quý vị xem. Cây mai nói chung là hoành trên 100, đã đo cho cô chú xem rồi ha, rất là lớn. Mong ha quý vị yêu những cái tàn lớn này nè, về để vào biệt thự hoặc sân vườn rộng đó thì sở hữu cây mai này bông dảo rất đẹp nha quý vị nha. Chỉ có một cây số 1 này với cây số 2 thì em cố gắng em quay nó thời gian cho nó dài dài quý vị xem cho thiệt là rõ từ cốt cành.
anh đo thử một hai cốt cành lớn luôn anh ha. À, mời quý vị ha xem thêm cốt cành ha. Cốt cành lớn thứ nhất là 34. Ba mấy anh? 34 cm nha quý vị ha, để gửi cho cô chú thật rõ chính xác về cái thông số từ cốt cành, thân đế, chi xương cành luôn ha quý vị ha, chiều cao cũng như đường kính tán. Cho ở ngoài thì quý vị xem qua màn ảnh nhỏ thì nó rõ hơn. Cốt cành thứ hai là 27. 27 cho cốt cành số 2 nha quý vị. Dạ. Cành 95 cho thốt thân. Tay cành là nở vú bò hết nha quý vị ha. Đây. Nở cụm ra nha. Vú bò hết bự lắm nha quý vị ha. Già lắm nha quý vị, cả trên cả trăm năm quý vị. Rồi quý vị nhìn xuống bộ đế đó quý vị thấy rất là nở nha. Thì mời quý vị xem rõ một vòng đôi nét về củ đế ha. Cây mai tàn chiều cao 5m, đường kính tán là 4m, 4m rưỡi có hơn. À, kính mời tất cả cô chú quý vị ha cùng bước vào và lắng nghe giá giao lưu cây mã số 1 đầu tiên. Đây, giá mã số 1 anh giao lưu giá với là 700 triệu. Dạ, xin nhắc lại nha quý vị, 700 triệu cho cây mai mã số 01, cây mai tàn giảo riêng nguyên thủy nha quý vị. Mong được phục vụ thành công cho quý vị hai cây mai đẹp ngày hôm nay nha. Rồi bao ship, cái này vấn đề ship mình ship sao anh ha? À, vấn đề ship thì quý vị cứ yên tâm, xa gần gì thì anh em mình thương lượng lại sao qua số điện thoại nha quý vị. À, không chờ để lâu, mời cô chú quý vị cùng bước vào cây mã số 02. Đây thì cây 02 nè quý vị ha. Cây này chiều cao chắc cũng tỏi 5m luôn ha anh. Cây này chiều cao là 6m. À, chiều cao 6m nha quý vị ha. Cây mã số 2. Đường tan, đường kính tàn nhiêu anh ha? Mấy mét anh? 5m rưỡi. 5m rưỡi cho đường tán ngang. Cây này là bông gì anh? Cái này là cũng 9 cánh với 12 cánh. 9 cánh 12 cánh nha quý vị nha. Cũng là giảo luôn anh ha. Thì mong rằng được phục vụ cho quý vị khán giả cũng như là những anh em yêu mai vàng trên cả nước giao lưu thành công hai cây mai ngày hôm nay ha. Thì mời quý vị ha cùng quan sát cái dàn xương bên trên nha quý vị nha. Cây mai tàn nguyên thủy. Đây mặt lá quý vị thấy là lá rất là lớn nha. Cốt cành thì quý vị thấy đây. Cây này đặc biệt là bộ đế rất là đẹp quý vị ơi. Tí xíu em sẽ quay cho quý vị xem rõ cái bộ rễ luôn. Đây dàn cốt cành nữa quý vị. Rồi em sẽ ngồi. Đây thì mời quý vị ha cùng quan sát từ ở phía dưới lên nha. Để thêm cái gõ cái tàn. Nó múc lên trên đỉnh đó quý vị. Nói chung những cây bự này quý vị xem, em cố gắng cho quý vị xem ha. Tại vì đặt về cái bãi sân vườn của người ta đó quý vị ha, thì nó cũng hạn chế về cái diện tích lắm. À, cho nên là em thấy quay từ từ quý vị xem. Ở phía trên dàn xương phía trên đó quý vị thấy đó. Thì bông em cũng xin nhắc lại cho cô chú nghe là 9 đến 12 cánh ha quý vị ha. À, cây nguyên thủy bông đẹp. Rồi thì mời quý vị ha cùng bước vào trong để xem anh Nai đo cái thông số luôn. Mời cô chú cùng theo dõi nha.
Thì trước khi anh đo thông số, anh giữ nguyên vị trí đó, em đi một vòng tròn cho quý vị xem rõ cái bộ rễ nè. Chung là rễ rất lực nghe quý vị. Được bao nhiêu cọng rễ lớn luôn anh? Cái này nó 6 cộng 7 cộng rễ lớn. Đây là hoành đo được 80cm nha quý vị. Ngay vị trí thứ nhất. Rồi đâu vị trí thứ hai. Rồi. Vị trí thứ hai được 70. Dạ, vị trí thứ hai là đo được 70 mà tính mình gịch luôn là tính, nếu mà gịch sát là 69 thôi, tính 69 này anh ha. 69 nha quý vị ha. Để đâu đó cho quý vị yên tâm vấn đề về thông số. Đây ở mặt sau quý vị thấy mũ đế này. Thì những cây mai tàn thì quý vị em cũng xin nhắc lại, thường là những cây mai này có tuổi thọ là cũng rất là nhiều năm tuổi ha. Để xác định có số tuổi chính xác á, thì anh em ở đây chỉ nghe chủ vườn chia sẻ lại thôi quý vị ha, là tầm nó cũng lâu đời đó. Rồi mời anh đo từ từ lên trên ha, hai thăng luôn ha. À, giờ đo ăn chín chỗ nào đo được đo nghe quý vị nha. Thăng chín là đo ở trên luôn là 47. Dạ 47 cho thăng chín nha quý vị. Rồi anh. Rồi vì cái thăng số 2 nè quý vị ha. Là được 32cm nha quý vị. Thì mong được quý vị phục vụ cho cô chú quý vị ha. Cái lô cây ngày hôm nay chỉ có 2 cây mai tàn cũng thôi ha. Nói chung là bông giảo thì ok lắm nha cô chú. Cây thì anh em mình cũng không ngại ngần báo giá nha quý vị. Thì nhắm cô chú quý vị ha, xem vừa túi tiền của mình. À, cây đẹp lớn thì cái giá trị nó cũng phải lớn theo. Cho nên thì cô chú quý vị nếu có xem yêu thích cứ mạnh dạn thoải mái nha quý vị, cứ alo. Còn nếu mình xem mà mình không mua tới được thì mình chỉ là xem cho vui cũng được nha quý vị ha. Tại vì anh em mình đi bắt cây đây nè thì rất là cực khổ nha quý vị ha. Để vận chuyển được những cây lớn ở vườn ra thì nói chung nó gian nan lắm nha cô chú. Mình anh đo cái tổng nồi đế cho anh. Rồi mời quý vị ha, xem đế đặt nha. Củ đế đặt anh. Đây. Quý vị xem tiếp thông số là củ đặt nha. Là củ đặt đo được 150cm nha quý vị. Đây. Thước dây quý vị xem quý vị xem rõ ha. Rồi anh đo tổng cái bộ đế dưới luôn anh ơi. Cho quý vị xem nhiều thông số luôn. 150 cho củ đặt. Tổng cái hoành bầu này chắc cũng lớn lắm nha cô chú. Tổng hoành bầu là 300 đó anh. 300 cho tổng hoành bầu nha quý vị. À, mời anh chia sẻ lại số điện thoại luôn ha anh Nai. À, số điện thoại là 0922 564656. 0922 564656 cũng là Zalo của mình luôn ha anh Nai ha. Rất mong cô chú quý vị trên toàn cả nước xem qua video hai cây mai vàng bông giảo ha. Cao tầm khoảng 5-6m, đường kính tán là 4-5m đó quý vị, hai cây luôn nha. Mong được phục vụ thành công cho quý vị. Rồi là kính chúc ha tất cả cô chú và quý vị ha yêu mai vàng xem qua video được nhiều sức khỏe và thành công. Chân thành cảm ơn tất cả cô chú đã luôn đồng hành kênh và cũng như ủng hộ tất cả anh em mua bán được vừa kiển được thành công. Rất mong lời gửi lời chân thành gửi lời quý vị là mong rằng rất là muốn được giao lưu cây mai mã số 02
và cuối video mời quý vị lắng nghe cây mã số 02 là bao nhiêu nha. Cây mã số 02 này tôi mua là 500. 500 anh ha. Em xin nhắc lại 500 triệu cho cây mã số 02, cây mai và giảo riêng nha quý vị. Rồi cuối video anh có gửi là chúc và cũng như là lời cảm ơn đến quý vị khán giả luôn hôm nay ha. Chào tất cả mấy chị em ạ, xin nói với em là ủng hộ em nhiệt tình, tại vì cũng mới lên clip lần đầu gì cho sớm không em bỏ qua chị. Dạ thì nói chung anh em mình mới lên lần đầu tiên cũng như mới phát sóng lần đầu tiên về ảnh xuất hiện trên kênh, làm gì cũng phải có sơ xuất ha, mong quý vị bỏ qua cho anh em mình nha. Kính chúc cô chú quý vị được một ngày sức khỏe và hạnh phúc.